Chào mừng các anh chị, tôi Trần Toản đây. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách để chúng ta thiết lập cái con chatbot. Đó là cái để chúng ta chăm sóc khách hàng, đó là cái chúng ta điều hướng khách hàng, đó là cái để chúng ta có thể bán thêm hàng cho khách hàng chúng ta. Thì như Toản đã nói ở trong khóa học hoặc ở trong những lần giới thiệu trước, đó là để kinh doanh thành công chúng ta cần có hai yếu tố quan trọng, đó là tiên phong và khác biệt. Thì ở đây chatbot nó làm được việc đó. Đó là sự tiên phong và khác biệt. Thì anh chị nên thực hiện nó càng nhanh càng tốt. Nếu anh chị không thực hiện nó thì đối thủ của anh chị nó sẽ thực hiện nó. Để không mất nhiều thời gian thì bây giờ Toản sẽ đi vào hướng dẫn ngay lập tức cho anh chị. Còn đây là hướng dẫn, đây là những hướng dẫn anh chị thiết lập nó. Còn về chiến lược thì anh chị sẽ gặp Toản ở trong khóa sâu hơn. Và nữa là anh chị, nếu mà anh chị đã có chiến lược rồi thì bây giờ chúng ta chỉ xem lại và thực hiện nó được không ạ? Việc đầu tiên là chúng ta sẽ vào manychat.com. Tiếp theo anh chị click vào create a Facebook bot. Anh chị chọn đăng nhập bằng Facebook. Tiếp tục với tư cách của anh chị. Cho phép nó. Đến đây chúng ta nhấn vào chọn vào một cái fanpage mà chúng ta muốn để thiết lập nó. Thì ở đây Toản đang chọn vào fanpage đó là nhà cho thuê. Chúng ta nhấn connect. Ở đây nó đang bắt đầu để đi qua những cái phần giới thiệu của nó. Chúng ta cứ phần nút xanh bấm. Send to. Tiếp tục. Đó, chị chờ thì 50% rồi. View. Tiếp tục. Đó, sẽ test cho anh chị thấy. 60%. Skip. Đó, đến 100% thì anh chị sẽ vào được. Và đến đây thì chúc mừng anh chị đã có những viên gạch đầu tiên để xây dựng nền móng cho nó. Và thì từng bước một Toản sẽ đưa anh chị đến cách sử dụng nó như thế nào. Bước đầu tiên đó là tạo lời mở đầu. Thì anh chị vào setting. Phần green text này. Anh chị sẽ chào họ. Khi cái lời mở đầu này là mời lời đầu tiên mà khách hàng chuẩn bị bấm chat với anh chị. Họ chưa có động thái gì cả. Họ mới chỉ vào phần inbox thôi. Nó sẽ hiện ra. Thì anh chị có thể đặt lời chào. Chào mừng. Và ở đây thì anh chị chọn này, có hình cái đầu người này, anh chị chọn full name. Cái full name này là khi mà họ vào ấy, thì tên của họ là gì thì nó sẽ tên hiện lên họ đấy. Khách hàng, bất kỳ khách hàng nào vào thì hiện tên của họ thì nó sẽ cá nhân hóa được. Và khách hàng sẽ cực kỳ ấn tượng với fanpage của anh chị. Đến với nhà cho thuê. Đây là tên fanpage của Toản. Hoặc là đến những cái thương hiệu của anh chị, hoặc tên của anh chị. Anh chị có thể chọn hình các cái hình icon tùy anh chị, ấn vào save. Đó. Khi mà nó ra màu xanh này thì anh chị đã bắt đầu thành công. Đây là anh chị bắt đầu có lời chào đầu tiên, những khách hàng chuẩn bị tương tác với anh chị. Thì bây giờ đến bước thứ hai là bước khi mà khách hàng ấn bắt đầu rồi thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, đó là chúng ta sẽ tạo những tin nhắn chào mừng đầu tiên. Thì thao tác như sau, anh chị vào automation, cái phần default reply này thì anh chị lên tắt nó đi, nó không có quan trọng, anh chị tắt nó đi. Cái phần này thì Toản sẽ nói sâu ở phần chiến lược tại sao phải tắt. Cái phần welcome message, phần welcome message này
Thì ở đây Toàn cũng giới thiệu sơ qua anh chị một số phần như sau. Nó đã có mặc định cho Toàn xóa đi. Đây mặc định của nó là như này. Toàn xóa đi. Nó có mấy phần như sau. Đầu tiên là anh chị có thể viết text vào nội dung vào cho họ. Anh chị có thể gửi ảnh cho họ khi họ tương tác vào. Anh chị có thể gửi dạng cạc với họ. Ở đây phần này thì nó sẽ nói rất sâu ở trong phần chiến lược là chúng ta sẽ tạo từng cái như thế nào. Nhưng đây thì Toàn sẽ nói rồi và anh chị có thể mày mò nó. Và phần chiến lược thì Toàn sẽ nói rõ từng cái một, từng cái chi tiết của một của nó. Và phần gallery thì là như thế nào. Tiếp theo là anh chị có thể dạng gửi họ cho họ một cái đoạn âm thanh, một đoạn audio, một đoạn ca nhạc nào đó nếu anh chị thích. Ở phần video này thì anh chị có thể gửi cho họ cái video mà anh chị tự quay, gửi cho khách hàng của anh chị. Ở đây anh chị có thể gửi chapter video, gửi cái review về sản phẩm, gửi cái giới thiệu về sản phẩm thì anh chị, gửi file tài liệu, tập tài liệu nào đó cho khách hàng. Và nữa ở trong phần này thì nó có một cái phần là delay rất là hay. Khi ở delay này thì anh chị có thể delay là sau bao lâu thì cái sự kiện tiếp nó sẽ hướng đến khách hàng, nội dung tiếp sẽ được đưa đến khách hàng. Ấn sâu typing này thì là có ba cái chấm chấm nó sẽ nhảy nhảy ở trên màn hình, ở trong phần chat của anh chị với khách hàng. Thì đấy là phần giới thiệu. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào thì Toàn sẽ nói qua vào phần này. Ở phần này điều đầu tiên thì có thể anh chị gửi cho họ một cái ảnh. Ảnh đây thì Toàn thường để cái ảnh support hoặc chẳng toàn. Ví dụ sẽ để ra support này. Đầu tiên sau cái ảnh support làm quãng thời gian để đủ delay đủ để khách hàng nhìn thấy ảnh và có thể thấy ảnh, chúng ta sẽ chọn 3 giây, thường chọn từ 3 đến 5 giây. Sau cái ảnh là lời chào, chúng ta sẽ nói gì với khách hàng ở thời điểm đầu tiên. Ở thời điểm đầu tiên thì mọi người thường ở ngoài kia thường là sẽ chào mừng một món hàng nào đó, bán hàng, nhưng ở đây chúng ta xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng hoặc tương tác với khách hàng thì chúng ta sẽ không bán hàng. Và nhiều người thường bị sai lầm nói là fanpage thì phải bán hàng, nhưng ở đây fanpage ở Toàn khi đào tạo về chiến lược chúng ta sẽ xây dựng mối quan hệ, xây dựng niềm tin, xây dựng uy tín với khách hàng. Thì để xây dựng được thì thường chúng ta sẽ tặng quà cho khách hàng. Tất cả mọi thứ thì Toàn thường tặng quà cho khách hàng. Thì để tặng như thế nào thì do tùy anh chị, tùy ngành nghề sản phẩm dịch vụ của anh chị. Thì thường sẽ Toàn sẽ viết như sau. Chào mừng. Và viết tên của họ. Âm thanh hay nhất của vũ trụ là tên của người đó. Đến với đây thì đến tên công ty, hay đến tên fanpage, hay đến tên sản phẩm dịch vụ của anh chị. Ở đây thì Toàn đang bất động sản cho thuê, thì nhà cho thuê. Cho thuê Toàn. Có một tài liệu hay một tư liệu, một món quà gì đó mình gửi tặng họ. Nhưng ở đây nếu mà về bất động sản thì Toàn phải có tài liệu tặng cho họ. Ví dụ các cái cách để xem hướng nhà, cái cách để chọn vị trí nhà hợp lý chẳng hạn. Tài liệu về chọn phong thủy là giúp bạn chọn hướng nhà hoặc màu sắc nhà.
ở đây từ bạn này mình có thể thay tên của họ, ở đây thì có thể là tên sau của họ. Gia đình ạ, mình sẽ đánh vào từng cảm xúc của gia đình. Thì đây thì toàn sẽ chọn như vậy. Và anh chị có thể add thêm button vào để cho họ kích vào nhận hay không nhận. Thì toàn có thể viết thêm một cái lời nữa, tức là nó sẽ delay, cho nó delay khoảng 3 giây nữa. Mình coi như là mình đang gõ, khách hàng đang 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 đọc lại và rất là sung sướng. Ở đây khách hàng đọc mất có thể 5 giây chẳng hạn, thì mình gõ tiếp. Hãy nhận ngay nó, hãy nhận nó. Ví dụ đây chẳng hạn, anh chị có thể soạn, biên soạn theo cái nội dung của anh chị khi chúng ta quen nhau. Ví dụ như vậy. Thì bây giờ nhận cách bằng download, thì ở trong phần này thì chúng ta sẽ add button. Ở add button này có rất là nhiều dữ liệu có thể xảy ra. Đầu tiên là chúng ta có thể cho khách hàng download, hoặc là chúng ta sẽ điều hướng khách hàng sang một phần khác. Nhưng ở đây thì ở phần này chúng ta cho download rồi thì chúng ta sẽ được nhận link vào ngay. Ví dụ như vậy. Ở phần này thì chúng ta sẽ open một cái website họ lên. Đường này thì đường link dẫn vào cái website để cho khách hàng có thể download cái phần đấy, download phần tài liệu rồi. Ví dụ trần toàn con tài liệu, ví dụ ở trong này thì toàn chứa file tài liệu, khách hàng chỉ cần bấm vào đấy và nó ra link download, nó do anh chị điều hướng. Thì đây là những lời chào đầu tiên để chúng ta có thể chào khách hàng. Đó là lời chào, như bạn đã xây dựng lời chào với chị, ấn save vào. Còn rất là nhiều thứ khác. Khi vào đây thì anh chị có thể add thêm button này. Anh chị có thể chọn các cái chiến dịch xảy ra ở đây, hoặc cái action nó sẽ là ra là gì. Đó là cái phần mà xây dựng cái lời chào đầu tiên. Và đến nếu đến đây rồi thì chúc mừng anh chị đã xây xong lời chào đầu tiên. Tiếp theo là phần keyword. Keyword là gì ạ? Keyword là khi anh chị tương tác, khi khách hàng tương tác với anh chị bằng từ khóa nào đó, bằng câu hỏi nào đó, thì ở phần keyword này nó sẽ tự động trả lời cho khách hàng của chúng ta. Nó sẽ thay nhân viên của chúng ta làm việc, nó làm việc ngày đêm, lúc nào nó cũng có thể làm việc. Thì phần keyword này anh chị xem khách hàng chúng ta đang hỏi câu gì nhất, và câu nào mà khách hàng hay tương tác với anh chị, và anh chị cũng suy nghĩ ra sản phẩm, dòng sản phẩm dịch vụ của anh chị, thì khách hàng sẽ hỏi với câu hỏi nào thì anh chị điền nó vào, và hàng ngày thì anh chị update được nó. Cái dữ liệu này chúng ta sẽ update hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Thì phần keyword này anh chị ấn vào lưu, chọn đây. Ví dụ khi khách hàng chúng ta viết với từ hai là thì nó sẽ ghi ra cái gì, hoặc họ sẽ chào, họ có thể chào không dấu, chào có dấu tùy. Họ sẽ nói xin chào, hoặc họ sẽ nói số 2, hoặc họ sẽ nói chào tên của mình, chào tên shop, chào shop, hoặc họ sẽ nói chào shop, hoặc họ sẽ nói một cái vấn đề gì đó. Nếu mà về lời chào thì cái dữ liệu này nó sẽ dẫn ra câu trả lời là
ví dụ như thế này. Thì bây giờ khi mà họ nói những câu này thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Thì create cái word. Đấy, chị sẽ directly nó với nút này. Thì ví dụ là chào, thì ví dụ nó họ nói chào shop thì mình phải chào với họ. Vâng. Chào. Đã kết nối. Ví dụ như này. Thì chúng ta sẽ thử xem. Đấy, chúng ta bắt đầu thì điều gì diễn ra, các chị cũng thấy đó, nó ra cái ảnh đầu tiên đúng không ạ, ra câu đầu tiên và câu tiếp theo. Nếu chúng ta nhấn vào download sợ thì nó ra sẽ cái chỗ link để tài liệu chúng ta như thế. Bây giờ chúng ta thử gõ từ 2 xem nó điều gì diễn ra. Đó đúng không ạ? Đây. Đó. Chào. Nó sẽ bắt vào đúng từ khóa như vậy để khách hàng hỏi chúng ta. Thì anh chị có thể nói về giá này, nói về địa điểm của anh chị, nói về tính năng hay sản phẩm đó, hay nói về những cái thứ mà anh chị cái sản phẩm có thể mang lại. Đó là phần keyword. Trong phần sâu hơn thì bạn sẽ nói rõ từ chiến lược của nó một. Keyword. Ở phần siêu quần này thì sao ạ? Ở siêu quần này tức là anh chị sẽ tạo ra những chiến dịch để chăm sóc khách hàng. Khi khách hàng vào nó chăm sóc theo ngày một. Đây ví dụ toàn sẽ tạo một cái siêu quần, đó là chăm sóc khách hàng, hoặc là để chuẩn bị bán hàng nhỉ, chăm sóc khách hàng sẽ tạo một siêu quần để khách hàng vào trong nó sẽ bán được. Thì ngày một là gì? Ngay lập tức nó sẽ gửi cho khách hàng cái gì? Đây là ngay lập tức nó sẽ gửi cái gì? Chúng ta sẽ gửi họ ngay lập tức thì có thể sẽ là lời cảm ơn hoặc cái gì đó, hoặc tài liệu mà anh chị muốn gửi cho họ. Ở đây ví dụ gửi tài liệu, đến cho bạn ở đây. Hoặc là nếu mà ngay lập tức thì chúng ta sẽ hỏi về món quà đấy có thích hợp với bạn hay không, hoặc là cảm ơn ngay lập tức. Ngay lập tức khi khách hàng tương tác với chúng ta trở về thì chúng ta sẽ hỏi họ. Đấy, ví dụ như vậy là xong. Ở đây anh chị có thể thêm các cái công thức như vậy. Cái phần tiếp theo ở phần siêu quần này thì ngày thứ hai, ngày thứ một sau đó một ngày thì điều gì diễn ra? Sau đó một ngày nếu mà khách hàng đó đến sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng ta thì chúng ta sẽ hỏi họ. Ngày một thì anh chị có thể hỏi họ cảm ơn. Tài liệu. Ở đến đây thì chúng ta sẽ hỏi họ, đặt ra những câu hỏi để họ phải quan tâm đến món hàng của chúng ta. Đọc nó chưa? Có rất là nhiều. Đấy là ví dụ như vậy. Mình cũng có thể là để cho khách hàng có hai lựa chọn. Ở đây nếu họ đặt chưa thì sao? Và có thì sao? Thì chúng ta sẽ phải bắt vào.
Ví dụ mình sẽ đặt ra là chưa đọc thì điều diễn ra. Chưa đọc. Chưa đọc thì nó sẽ mở ra cái message. Chúng ta sẽ gửi message đáng tiếc. Đấy, chúng ta có thể là tương tác với khách hàng như vậy. Thì 3 giây đi. Cho thêm một là ví dụ là chúng ta chọn như vậy. Đó là một. Nếu họ nói chưa. Nếu họ nói rồi. Tôi đã đọc. Tại sao chúng ta lại làm điều này? Nếu làm điều này thì khách hàng, ví dụ họ có nhiều người họ đọc rồi nhưng họ vẫn là nói là họ chưa đọc nhưng họ nói là đọc rồi. Chúng ta sẽ làm điều này để làm sao để khiến khách hàng đọc những cuốn sách của chúng ta. Và trong cuốn sách của chúng ta phải viết làm sao để khách hàng tin tưởng chúng ta làm chuyên gia. Đây là cái cách mà Toàn sẽ thường làm. Thì vì nếu khách hàng tin bạn là một chuyên gia thì khách hàng dễ dàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn. Còn khi khách hàng chưa tin tưởng bạn thì bạn có tiền quảng cáo chạy với họ đến cỡ mấy thì họ rất ít khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn. Đó là lý do vì sao là khiến khách hàng tin chúng ta làm chuyên gia. Sẽ lưu vào, rồi tạm quên nó lưu. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem. À, đây là ngày 1. Thì ngày 1 nó sẽ gửi như vậy. Cứ ngày 1 ai tương tác vào. Thì sau ngày 1 thì chúng ta sẽ có thể chọn ngày thứ hai, 2 ngày sau đó. 2 giờ, 2 ngày sau đó. Đó. Chúng ta chọn 5 ngày sau đó. Chúng ta chọn 10 ngày sau đó. Chúng ta có thể chọn chọn thêm nữa. Chúng ta có thể chọn thêm. Chiến dịch tiếp theo. Đó đó là lý do mà anh chị cần bật ra để cung cấp. Anh chị cứ bật lên. Bật xanh lên là sẽ bắt đầu chạy. Thì khách hàng cứ vào và cứ chạy. Ngày hôm nay khách hàng vào thì nó sẽ tính vào đồng từ ngay lập tức. Ngày mai khách hàng đấy vào nó cũng tính ngay lập tức và nó bắt đầu chạy, chạy chạy cách nhau chứ không phải là ngày nào nó gửi nội dung như vậy. Đấy là siêu quần. Tiếp theo thì đến cái phần nó là angle. Ở phần này cũng cực kỳ tuyệt vời. Cực kỳ tuyệt vời. Phần đầu tiên là broadcast.
Ở phần này thì anh chị có thể gửi thông tin cho tất cả những người đã tương tác vào với fanpage của anh chị, đã tương tác vào inbox của fanpage của anh chị. Chúng ta cũng ở phần này thì toàn sẽ không cần nói nữa đúng không ạ? Anh chị đã quá quen phần này rồi. Chúng ta sẽ là chọn phần mềm cái gì đó. Ví dụ đây, một. Đó, anh chị có thể chọn delay, chọn hình ảnh, chọn delay, chọn các thứ ở đây. Sau đó phần này anh chị xong một nội dung thì anh chị sẽ gửi ngay lập tức cho toàn bộ khách hàng đã tương tác với anh chị. Start này. Anh chị có thể gửi ngay, anh chị có thể hẹn ngày, anh chị có thể hẹn thêm giờ, bao nhiêu ngày. Và chúng ta sẽ sang ngày mai chúng ta mới gửi. Sang ngày 12 chúng ta mới gửi. Ấn apply là đúng ngày 12 tháng này thì họ mới gửi. Hệ thống mới gửi. Ở phần target này, targeting này thì Toản sẽ nói sâu vào trong cái phần đó. Khi anh chị làm nhỉ, vào trong thì Toản nó nói sâu phần target này. Chúng ta sẽ chọn những người ta hoặc từ vào những chiến dịch nào. Thì chúng ta sẽ preview xem trước là sẽ gửi cái gì. Tôi thân nốt nhé. Phần này do mình chưa đọc tên. Ở phần này chúng ta sẽ sử dụng nó vào việc gì? Vào việc khi có sự kiện mới ở shop của chúng ta hay ở dịch vụ chúng ta đang cung cấp. Ví dụ hàng bán quần áo, hàng mới về, chúng ta sẽ gửi một loạt cho những khách hàng đó là hôm nay có hàng mới về và giảm giá cho dành riêng cho bạn là bao nhiêu phần trăm đó, để khách hàng có đủ cái thúc giục, đủ cái nhu cầu để họ đến mua vì lợi nhuận hay vì thời gian khuyến mại hay vì bất kỳ một cái gì đó. Thì ở trong phần này thì Toàn cũng đưa vào phần chiến lược để chúng ta viết bài, để chúng ta tạo tương tác và để chúng ta kéo khách hàng đến shop, hoặc là để tri ân những ngày lễ của khách hàng, chúng ta hẹn giờ những ngày lễ đó chúng ta gửi cho khách hàng. Ví dụ ngày 30/4, mùng 1 tháng 5 thì Toàn sẽ gửi cho khách hàng những cái lời chúc đi biển như này, đi biển như kia, hoặc Toàn gửi đơn giản là gửi lời hỏi thăm thôi và họ rất là yêu thương Toàn. Và khi mà anh chị xong rồi thì anh chị có thể next và anh chị send, lúc đó anh chị sẽ gửi toàn bộ những cái khách hàng của anh chị. Đó là phần gửi auto botting. Ở phần auto botting này thì là nó sẽ post bài khi mà anh chị có bài mới trên fanpage, hoặc khi anh chị có bài mới trên YouTube, hoặc trên Twitter, trên RSS. Nếu anh chị dùng phần này thì tất cả khi có bài mới thì nó chuyển lập tức những cái bài đó vào inbox cho khách hàng chúng ta. Nhưng thường Toàn không dùng cái phần này, tại vì nếu mà chúng ta làm như vậy thì không khác gì spam cả. Chúng ta chỉ đưa thông tin có giá trị cho khách hàng. Khi nào có giá trị thì Toàn lại vào phần này và Toàn post gửi cho khách hàng của Toàn thôi. Tiếp theo đến phần làm landing page. Phần làm landing page này thì anh chị có thể tạo ra một landing page mới. Landing page này để làm gì ạ? Landing page nó giống như email marketing. Khi anh chị cần có thông tin email của khách hàng thì anh chị phải đưa cho họ một landing page, trên đó ghi nội dung, trên đó ghi những câu hành kêu gọi hành động để họ tương tác vào, để anh chị có email, có tên của họ để anh chị chăm sóc. Thì ở phần landing page của Facebook nó cũng tương tự như vậy. Khi anh chị tạo ra và khách hàng của anh chị tương tác vào, nhờ Facebook nó tiện lợi hơn rất là nhiều so với email. Vì khách hàng tương tác vào, khách hàng không phải điền bất kỳ thông tin gì cả, họ chỉ next, next, next và next. Thì lúc đó thì hệ thống này sẽ tự động được chăm sóc. Và nữa là tỷ lệ mở của Facebook cao hơn rất là nhiều so với tỷ lệ mở email. Thì ở trong phần chuyên sâu Toàn cũng đã nói phần đấy cho anh chị rồi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn landing page. Ở đây thì việc đầu tiên là anh chị chọn ra một cái hình ảnh ở phần đầu email, có thể là hình ảnh này anh chị tặng quà, có thể là hình ảnh này anh chị support kiểu dạng như thế này. Đây là ví dụ, bên dưới này còn bao nhiêu bảng nữa. Đây là ví dụ như vậy. Để làm sao có giới hạn thì khách hàng mới dùng. Và khi xong thì ấn save các bạn.
Với phần tiếp theo, nó cần kiểu dạng một trang thanh Cupid. Anh chị có thể đưa ảnh lên. Phần này anh chị có thể sửa chữ tùy anh chị, sửa chữ tùy anh chị, sửa chữ tùy anh chị. Đấy, sửa xong thì anh chị sang bước tiếp theo, lưu lại sang bước tiếp theo. Khi mà họ điền vào thông tin đó thì thư đầu tiên sẽ là lời chào mừng với họ. Cảm ơn bạn đã đăng ký vào để nhận. Ví dụ như này. Cảm ơn bạn. Ví dụ vậy, đánh lưu vào, setup. Như vậy là anh chị đã setup xong cái landing page. Ví dụ Toàn sẽ làm thử nhé, copy landing page này để xem là nó ra cái gì. Đây, ví dụ như vậy, thì anh chị chỉ cần gửi cái đường link này cho khách hàng của anh chị, hoặc khi khách hàng đến sử dụng sản phẩm dịch vụ của anh chị, nếu ở đây nó là lưng ngực thì anh chị sẽ chăm sóc theo cái siêu quần kiểu lưng ngực. Nếu ở đây là làm tóc thì anh chị sẽ chăm sóc theo kiểu làm tóc, chúng ta sẽ không bị lẫn lộn. Khách hàng chỉ cần kích vào đây thôi là bắt đầu được chăm sóc, hệ thống sẽ được chăm sóc. Và chăm sóc như thế nào thì Toàn sẽ nói rõ, đã nói rõ ở trong cái lớp học rồi. Anh chị chưa học thì anh chị sẽ được học sau ít hôm nữa, còn anh chị đã học rồi thì anh chị cứ thế mà làm thôi ạ. Còn vấn đề nào chưa hiểu thì anh chị inbox với Trần Toàn đúng không ạ. Ví dụ vậy. Đấy, cảm ơn đã nhận sách trên inbox của sớm để tôi gửi cho Trần. Thì ở trong này chúng ta sẽ có thể hẹn giờ để gửi cho họ. Đó là phần để chúng ta thu hút người. Tiếp theo phần live chat. Ở phần này anh chị có thể quản lý được bao nhiêu người đang chat với anh chị. Anh chị có thể gắn thẻ cho họ là thẻ gì. Thẻ ở đây ví dụ khách VIP chẳng hạn. Khách VIP chúng ta sẽ, lần sau chúng ta sẽ gửi cho khách VIP chúng ta. Nếu khách hàng về chúng ta sẽ gửi khách VIP, dạng khách VIP. À, thì dạng khách VIP. Đó. Thì lần sau chúng ta sẽ gửi, chúng ta là gửi cho khách VIP hay gì đó. Siêu quần này thì chúng ta sẽ đưa vào chăm sóc khách hàng. Thì nội dung nó sẽ được gửi cho người này theo đúng cái trình tự thời gian. Là như thế này. Đã gửi như vậy. Đó, fanpage này mới tạo cho nó không có người. Còn bình thường sẽ có nhiều người ở đây. Anh chị có thể nhiều tác dụng ở đây. Khi mà có người đây thì anh chị có thể chọn họ ở đây. Anh chị có thể add gắn thẻ cho họ là gì. Ở đây các bạn đang gắn thẻ, add khách VIP, gắn người gắn thẻ cho họ như vậy. Đấy, gắn cho cái thẻ này. Thì người này sẽ được là khách VIP rồi. Cũng thể là gắn tiếp cho họ cái một số siêu quần khác. Ở đây tùy anh chị. Thì để nó sẽ chăm sóc. Ở đây thì là cái thông số để anh chị có thể biết được là có bao nhiêu người đang tương tác với chúng ta, tỷ lệ mở như thế nào. Thì chúc anh chị thành công. Và nếu anh chị gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy comment vào video này, dưới link video này, hoặc là sẽ inbox cho Trần Toản, fanpage Trần Toản, hoặc liên hệ với trợ lý của Toản. Cảm ơn tất cả anh chị và chúc anh chị thành công.